như thế. Rồi trong đời còn nhiều bão tố, đã cuốn gần mơ từng đêm bâng khuâng xa vời. Ngày trường này bồi hồi, đang tin bao nhiêu cất cao. Đang ngó mây xanh bao la bầu trời dịu dàng, hòa cuốn ca trong ta bay cao diệt bao tuyệt vời để xóa đi bao nhiêu. Bây giờ xin mời các chị các bạn nhảy chung lên ha. Lý Hải, Linh Hà, chúng ta sẽ có một vài chụp một vài bức hình nhỏ lưu niệm để lưu giữ lại khoảnh khắc trong hôm nay và ai nhanh chút được quý vị. Và phần hai của chương trình sẽ quay trở lại ngay sau đây thôi quý vị, đừng đi đâu xa nha quý vị. Vâng, chúng ta sẽ một chút nữa. Hà live stream. Thực ra là nãy Hà live stream trễ cho nên là Hà chỉ kịp live một ngày. Và bây giờ thì chắc Hà sẽ phải chụp. Ở đây live stream rồi, ok, nhập lúc. One, two.
ai cầm giữ. Can you hold my phone? Yeah, thank you. It's on my turn. One more, cái gì Nick, okay. You get everyone. Yeah. Okay. Yeah, you want a photo? Did you want a photo? Did you want a photo? Can you line up behind? Where? What am I holding this for? Yo! Alright, next! Alright, getting overhead. Jump behind me. Alright, thank you. Everyone, line up behind me. Line up. That line over there. Yeah, that's fine. If you. Line up, please. Yep, then move aside. Line up, please. Yeah, keep it. Line up, guys. 5 minutes only. This belongs to one of your artists. Over there in the black. Just give it back to her. I've got to do my job. Okay. Thanks, man. Vâng, quý vị thân mến, đây chính là sân khấu Hàm Đỏ của chương trình Saigon Live tại Crown Melbourne. Và hai khách mời của chúng ta, hai khách mời rất đặc biệt chính là Lý Hải và Minh Hà, nhân sự kiện khởi chiếu bộ phim Lật Mặt 4 Nhà Có Khách tại Úc Châu, Melbourne và Sydney. Và đây chính là Crown Melbourne. Và có thể nói là thời gian rất là gấp rút trong ngày hôm nay, thế nên là tất cả khán giả đang rất là nóng lòng và có một hàng xếp hàng rất là dài để chụp ảnh cùng với đôi vợ chồng Lý Hải và Minh Hà. Can we put the VIPs in first? Yeah. Or no?
Xin mời chị